Tốt lắm, tốt lắm con gái. Dạ, tới ba thấy con ba giỏi không? Con gái của ta bữa nay nó lớn rồi. Trời ơi trời, con ngày hôm nay là không phải là đây là làm gì đây em ơi. Dạ. Trời ơi trời, đáp rất là khó lắm luôn mấy bạn. Mấy bạn nhìn đi chứ không có dễ đâu. Mình phải đáp làm sao cho có nghệ thuật thì mới đáp được an toàn, chứ nếu không là khó là đau là té đó. Thôi ba ba, con nói đúng không? Đúng rồi. Này, chúc mừng con đã sinh nhật 10 tuổi. Ồ, không ngờ thoáng thời gian một xíu thôi mà mình đã 10 tuổi rồi. Mình đã lớn, mình đã trưởng thành rồi mấy bạn ơi. Ôi, ba ba, hôm nay là sinh nhật con. Ba ba có quà gì cho con không vậy? Nhân dịp sinh nhật con tròn 10 tuổi, ta có một điều ước ban cho con. Con muốn gì hả, Huy Hằng nhỏ bé của ba? Mình biết mình sẽ ước cái gì rồi. Ba ba, con có một điều ước như thế này. Ba con ba nói là ba nào? Phải thực hiện đó nha. Được, con cứ nói đi. Con ước gì? Con có thể được xuống trần gian để khám phá xem mọi thứ dưới đó như thế nào. Ba nói là nếu như người ta đủ tốt là người ta sẽ trở thành Hy Hằng giống con. Con muốn coi được cái quá trình lúc đó sẽ như thế nào á. Sao ba? Con muốn xuống trần gian sao? Không được đâu, con xuống. Còn xuống đó nguy hiểm dữ lắm. Đúng là người nguy ta tốt sao? Thì sẽ hành thiên hà giống mình. Nhưng mà khi con gặp người xấu thì sao hả? Những người xấu đó sẽ làm hại con. Tới lúc đó cha phải biết làm như thế nào đây? Cái gì? Người xấu đâu? Nhưng mà ba nói với con là hôm nay sinh nhật của con mà. Ba phải giữ lời hứa chứ. Đúng là con gái của ta vừa nghịch ngợm vừa tò mò. Thôi dù sao thì con cũng gọi là đúng trưởng thành rồi. Tạm thời thì ta sẽ cho con xuống trần gian, mà con phải nhớ thật sự cẩn thận. Có giao du với người con người ở dưới đó nhiều, bởi vì đó có thể là người xấu. Con chỉ đi tham quan thôi nghe chưa? Dạ con hứa với ba, con chỉ có đi tham quan thôi. Con chỉ đi soi xuống dưới coi coi là mọi người hành trình trở thành thiên thần như thế nào. Vậy bây giờ làm sao để con xuống được trần gian đây? Nghe nói từ đây ba xuống dưới là không có được đúng không ba? Mình phải có một cái liên kết rồi, gì đó mình mới cao có thể lắm. Xuống được. Được rồi, con hãy nhắm mắt lại đi. Nhắm mắt lại sao? Ồ, dạ để con nhắm mắt lại. Ôi da. Được rồi, con mở mắt ra đi. Ủa? Mình đang ở... ở đâu đây? Bye.
với ban ngày hả? Biết giờ này giờ gì không mà đi vô gần nguy hiểm quá vậy? Trong đây toàn thú quan không à. Thú quan sao? Ủa vậy cái con nãy là con gì mà sao nó nãy là con hổ đó trời ơi bà nội ơi. Bà đi lạc quá không? Không nha, để tôi giật về. Ơi chết rồi mấy bạn ơi, bây giờ mình nói mình là thiên thần không biết là mấy người phàm người ta có tin mình không nữa, tại vì trong mắt của những người phàm thấy thiên thần là những cái giả tưởng thôi. À, mình là trẻ mồ côi, mình không có gia đình. À, mình bị lạc nữa được nha. Trẻ mồ côi không có gia đình. Ủa? Gì mà nhìn đồ còn đẹp hơn tôi nữa. Tôi mới là trẻ mồ côi không có gia đình, là tôi có mình bà tôi à. Bà, giờ tôi phải sao? Đi vô gần săn để cho bà tôi có đồ ăn ăn á. Ôi bạn tội nghiệp quá vậy. Ủa mà bạn tên gì vậy? Mình tên là Kami. Tôi tên là Super Ngáo á. Vậy giờ bạn biết nhà bạn đâu không? Không biết thôi tạm thời theo tôi đi, tôi dẫn về nhà tôi chứ đây nguy hiểm lắm á. Nhà là Wow, bạn này là ai mà tốt quá vậy mấy bạn? Wow, được, bạn đợi tôi với đây. Tôi sợ. Được. Dưới trần gian đẹp của mấy bạn ơi, xung quanh là nhà cửa, người người có thú nuôi. Nhanh lên, về nhà tôi nè. Trông cái quá trời luôn, nhiều cái lạ quá. Ủa mà nhà bạn ở đâu vậy? Nhà tôi đây nè, qua đây. Nãy giờ đây. Đi mệt chết luôn á. Nhà bạn không đây cảm nha. Nhà của mình hơi nhỏ, bọn mình chỉ ở đợi cái nhà kho của địa chủ ở đây thôi à. Mình nhỏ. Ở đợ, sao ở đợ là gì vậy? Là bọn mình không có nhà, nhà này là của người ta, bọn mình ở ké. Thì ra là như vậy, mình hiểu rồi. Vô đây, vô đây. Ủa mà hình như là trong nhà bạn có ai kìa. Ê. Nói nhỏ thôi, này là bà của mình. Bà của mình đang bị bệnh nên đang ngủ á. Mình hiểu rồi. Bà của bạn đang bệnh thì mình sẽ mình nói chỉ nhỏ còn thôi. Bà thôi, chứ ba mẹ mình mất tiêu rồi. Tội nghiệp bạn quá, bạn này mượn nghe thôi. Mà mình nói á, là ba mẹ của mình lên thiên đàng rồi. Ba mẹ của bạn lên thiên đàng cho tôi không có thiên đàng á. Ủa mà ba mẹ bạn tên gì vậy? Vậy tôi vậy? Không biết gì cho luôn á. Trời ơi, lên thiên đàng là ngủm rồi á bà nội ơi, bà đâu lên thiên đàng mà còn sống mà. Trời ơi trời, thiệt luôn á, đúng là như lời ba mình dặn là người phàm không có tin. Không có tin mấy cái vụ thiên đàng này mấy bạn ơi. Ra ngoài đi, bà của mình đang bệnh á, coi chừng bà mình hất dậy á, ra ngoài nói chuyện đi. Đóng cửa lại cho bà ngủ. Trời ơi, bà nhìn bạn như con tiểu hư á, bạn đừng có nói xạo nữa. Bạn là con tiểu hư quá, bạn đâu biết săn bắn gì đâu quá. Đúng rồi, săn bắn là gì? Bạn đi sao đi vô gần vậy? Tôi không biết nữa, tôi bị lạc ở trong gần á, cho nên là tôi không biết đường ra, rồi tôi bị cái con gì đó, nó dí tôi tới bây giờ. Con đó là con hảo, trời ơi, đúng là tiểu hư nhà giàu trước, già không đi ra ngoài nên đâu biết cái gì đâu. Vậy bạn biết mấy cái đó không? Nếu bạn biết mấy cái đó thì bạn chỉ cho tôi đi, được không? Please, cảm ơn bạn. Cũng được, vậy để tôi chỉ cho nha. Săn bắn á, chính là cầm cái cây này nè. Rồi sao nữa? Cầm lên. Cái gì đây? Cây này là cây gì? Đây là cây giáo. Cây trọt, cây chỉ á. Kêu sao kêu. Đúng rồi, hồi nãy tôi thấy bạn này cầm cái cây này chỉ vô cái con hổ đúng không? Bây giờ đi theo mình làm mẫu cho coi nè. Gặp con gì là trọt, nít con đó. Đâu. Con bò nè, xem nó trọt đây. Mày ngài. Vậy là mình có hình ăn. Được á, vậy bây giờ để mình coi. Ở đây có cái con gì nè, để mình lại đây mình thử mới được. Đừng có chọc con á. Dễ dễ thôi, đừng có săn con cho hung dữ lắm. Thì ra là vậy là sẽ có những con nó sẽ cắn mình, có những con nó sẽ không có làm gì mình đúng không? Đúng rồi, mình chọc đến nó chạy không à. Công nhận trần gian thú vị thiệt luôn. Mùi cá thơm quá đi. Trời, để tôi đài lấy cho nè, đó cậu ăn đi. Cá nướng thơm ngon, mời bạn ăn nha. Tâm sức của bọn mình đó. Còn cái này để mình đem vào cho bà mình nha. Đợi bà một xíu. Okay. Ăn nè bà ơi. Ui, đúng là bạn này thương bà thật sự luôn, lo lắng cho bà quá trời luôn. Thằng ngáo đâu rồi? Mày có đây nhìn lên. Ủa đây giao hợp chưa? Ủa nó đâu rồi? Ủa? Hả? Ơi, dạ chào chú là ai vậy? Mày là con nhỏ nào? Nói ra thằng này cũng có bạn sao? Không ngờ nó kết bạn được một đứa nhìn tiểu hư như mày đó. Mà nó đâu rồi? Kêu nó ra đây. Thằng ngáo ơi, có người kiếm bạn kìa. Đây. Ôi,
chết rồi. Ê, chú ơi, chú tôi lấy hộp đó. Ê, chú, con xin lỗi, bữa nay bà con bị bệnh với lại con phải cứu bạn này nên là con lũ hệt, con lấy được có 32 miếng thịt à. Tao nói với mày là 64 miếng thịt mà. Mày làm như vậy làm sao tao ăn nói được cái địa chủ ha. Thằng này mày muốn chết phải không? Ê, chú ơi, con xin lỗi con. Nè chú là chú lấy đỡ thịt này đi rồi ngày mai con săn im cho. Khi cái chú đi ông chữ. Mày không có muốn sống ở trong cái nhà này nữa phải không? Mày muốn mày với bà cháu của mày đi ra ngoài đường ở không hả? Giỡn mặt với tao. Anh ơi, nếu như mà giờ không đủ thịt thì có cách nào để anh tha lỗi cho bạn này không anh ơi? Chứ bây giờ bạn này nói không đủ ra không đủ rồi biết sao giờ. Bạn của em đang bị bệnh ra đường không được đâu. Dạ đúng rồi, giờ chú cứ chữa quả cũng không có được gì hết. Dạ tuyệt vậy, nếu ngày sáng ngày mai mày lấy đủ cho tao 100 củ khoai thì tao sẽ tha cho mày, không bà cháu mày ra ngoài đường đi. Củ khoai, trời ơi, trăm củ khoai bây giờ nó sáng hả? Củ khoai là gì vậy nha? Củ khoai là gì vậy? Với lại cái cây trồng đó, nhưng mà phải đợi nó lớn nữa. Bây giờ làm sao mà đợi nó lớn cho một ngày được? Ủa là thời gian đâu? Ê, nếu như mà thời gian tôi nhanh được cây lớn thì bây giờ có luôn cho chú luôn nè. Mày ơi, bạn nói cái gì vậy? Không có chuyện đó đâu. Mày nói gì vậy hả con nhóc kia? Đừng có mơ nữa, không có chuyện đó đâu. Mày định làm cái gì vậy hả? Ủa cái mày định làm gì vậy? Không có được đâu. Cái này chắc chắn là củ khoai tây đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ thì em hãy xem tôi đi. Cái này mình ở trên thiên đàng mình hay sử dụng để đừng trồng những cái loại hoa mình thích lưới bạn được rồi. Hãy xem mình đi. Ôi, cái gì đây? Cái lông mình đây. Ôi, khoai lông rồi nè. Dạ, bạn có phép hợp nè, cái gì mà ghê vậy? Ôi, khoai lớn rồi, khoai lớn rồi, thu hoạch bạn ơi. Bạn ơi, bạn hãy thu hoạch đi, hãy làm cho mình đủ 100 cái khoai mà cái tên kia đó nói. Cái gì đấy xảy ra vậy, làm sao có chuyện vô lý như vậy được? Trời, cứ thu hoạch đi nha nhá ơi. Con nhỏ này là ai vậy? Được rồi, bây giờ thì ông có đồng ý tha thứ cho bạn ngắn của tôi chưa hả? Được, coi như ta tha cho nó đó. Rồi, đủ rồi nè, chú rồi, đó, vào đủ 100 củ khoai nha. Đủ luôn. được lắm. Coi như lần này ngươi hên đó. Ta quay về bẩm báo với địa chủ đây. Trời ơi, nãy bạn làm cái gì vậy? Nhìn như có phép hợp gì ghê quá vậy. Họ đó là bí mật của mình đó. Thấy ghê không? Trời ơi, hay quá. Mình nợ bạn một mạng, bây giờ mình giúp bạn có sao đâu đúng không? Được rồi, đi về thôi. Thôi được rồi, vậy chạy rồi, vô nhà tôi nghỉ ngơi đi. Chú ơi, bà ơi, nói cái này. Ủa cái chuyện gì vậy bà? Chuyện gì vậy bà? Ho nhiều vậy? Ủa bà sao vậy bà? Bà sợ. Có sao không? Bà sợ bà hôm qua được đêm nay quá cháu ạ. Có gì bà có ra đi thì cháu lại sống tốt nha cháu. Ê bà ơi, bà đừng có nói vậy bà ơi. Trời ơi, bà đi rồi con ở với ai vậy bà? Ê bà ơi, bà đừng có bỏ con em ba mẹ mà bà. Đúng nhá, sắp ra đi sao? Ờ chết rồi, giờ không có tiền muốn cho bà rồi. Nhìn bà ngáo, khổ quá, tội nghiệp quá bạn bà ơi. Nhưng mà bây giờ bỏ con rồi bà. Mình không biết phải làm sao hết. Bây giờ, mình có cách đây. Bà ngáo ơi, bây giờ có chuyện gì vậy bạn em ơi? Mình có chuyện rồi, bây giờ chắc có lẽ là mình đi có gì. Hôm nào mình sẽ quay trở lại nha. Bạn không có gì sáng mai cũng được. Sáng mai mình sẽ quay trở lại gặp bạn. Bạn đợi mình nha. Ôi vậy tạm biệt bạn nha. Để mình lo cho bà mình cái. Mà chết rồi, bà cũng ngáo bệnh nặng quá mấy bạn ơi. Nhưng mà mình có cách này đó chính là nhờ bà của mình trên thiên đàng thôi, giúp cho bà ngáo khỏe mạnh lại. Được đó. Nhưng mà bây giờ mình phải trở về thiên đàng trước cái đã. Bây giờ mình phải đi vô đường sau một xíu chứ không mấy đứng ở đây là bạn ngáo mình sẽ biết mình, bạn ấy sẽ hoảng sợ mất. Được rồi, đi thôi. Tiện là như vậy đó Hương ngài, chính mắt Hân thấy nó sử dụng phép thuật kỳ lạ trước mặt của Hân. Thật là như vậy sao? Tốt lắm, vậy ngày mai ngươi cho người đi mà hỏi cách bắt con nhỏ đó về đây cho ta. Dạ.